Thưa quý vị, kiệt 95 đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn được mở rộng đến 5m5 nối qua đường Bà Huy Thanh Quang, độ hoàn thành và thông tuyến hơn một tháng qua. Tuy nhiên, cây trụ điện đang nằm dưới lòng đường vẫn chưa được di dời lên vỉa hè, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khi đi vào đường này, nhất là vào ban đêm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Theo phản ánh của nhân dân tổ 39-40 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, kiệt K95 đường Trần Văn Dư được triển khai mở rộng lên 5m5 từ đầu năm nay. Người dân ven đường tự nguyện lùi vỉa hè vào 1m để đường rộng hơn, tạo điều kiện cho ô tô từ đường Bà Huyện Thanh Quang đến Trần Văn Dư đi lại dễ dàng. Thế nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công khi hoàn thành tuyến đường K95 lại quên di dời trụ điện vào bên trong theo kế hoạch nên gây mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Theo người dân, trong tuần qua đã có vụ tai nạn xảy ra tại điểm này nên người dân tạm thời làm rào chắn, đặt bảng cảnh báo cho các phương tiện. Khi làm đường xong là đã có một vụ tai nạn vì đi ra đó là bất ngờ gặp cái trụ điện. Mà ngã xuống cũng rất là may mắn là có một ô tô đi lên nhưng mà họ lách kịp chứ không thì cũng là xảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi. Dù hơn tháng qua, người dân nhiều lần phản ánh lên phường, kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của Ngũ Hành Sơn, nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư và ngành điện lực di dời lên vỉa hè, trả lại đường thông hè thoáng, tạo cảnh quan cho kiệt 95 đường Trần Văn Dư, quận Ngũ Hành Sơn. Cái trụ điện ở đây thì làm từ lâu rồi, nhưng mà nó vướng ra cái đường, nó rất là trở ngại trong cái giao thông đi qua lại. Đôi lúc cũng sợ tai nạn giao thông, trẻ em rồi nó đi nó nghịch ngợm rất là lo sợ. Cái đường này thì người ta mới làm ra sạch đẹp, dân chúng cũng mừng lắm, cũng phấn khởi lắm, nhưng mà cái trụ điện này là bây giờ nằm ra ngoài 1/2 của cái đường, mà dân chúng ở đây cũng nhiều lần kiến nghị chính quyền rồi nhưng mà chưa thấy gì giờ. Vừa rồi cũng có một số cái vụ là coi như tai nạn là người bị chạy ra đó là cắn cái trụ điện cho nên là bị dễ bị tai nạn xe của cua vô nữa, cho nên dân đề nghị chính quyền hay là các cơ quan sở tại gì đó di chuyển dòng cái trụ điện đi vô trong lề hay là đi chỗ nào đó cho khổ vướng cái đường để cho dân chúng người ta đỡ sợ. Thiết nghĩ nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong khu vực, quận Ngũ Hành Sơn cần sớm có giải pháp phối hợp với đơn vị thi công và ngành điện lực nhanh chóng di dời trụ điện để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.